xuất hiện bài viết bên vực nữ ca sĩ ghen dịch nương tựa đại gia, netizen ngay lập tức lao vào chỉ trích. Trước những lùm xùm dậy sóng xung quanh cặp anh em nương tựa giữa Hiền Hồ và đại gia Hồ Nhân, nhiều người trẻ đã đưa ra các ý kiến quan điểm riêng. Suốt một ngày qua, dân tình vẫn đang hóng lên hóng xuống, chưa thôi bất ngờ trước những loạt ảnh thân thiết giữa một nữ ca sĩ ghen và đại gia doanh nhân. Sau khi vị đại gia lên tiếng khẳng định cả hai chỉ là mối quan hệ anh em nương tựa, còn cô nữ ca sĩ chọn cách khóa trang Facebook và không dùng mạng xã hội để trốn tránh. Nhưng vẫn có không ít khán giả bàn tán. Tuyên bố từ người trong cuộc và hành động của nữ ca sĩ ghen vẫn không làm hài lòng netizen khi hàng tá bức ảnh. Kịch bản drama gây cấn được lan truyền chóng mặt. Nhiều dư luồng dư luận lên tiếng chỉ trích, lên án người thứ ba. Tuy nhiên, giữa một trường chỉ trích ấy, bỗng xuất hiện một ý bài đăng bày tỏ quan điểm ngược lại, phân tích sâu xa chuyện chân dài cặp đại gia thu hút đông đảo dân tình. Cụ thể, một người dùng Facebook có tên HNT đã có một bài viết dài chia sẻ quan điểm cá nhân khen ngợi ca sĩ ghen là người khôn, biết tính toán. Bên đại gia mà cứ được hơn chục tỷ, hai chục tỷ mang về thì chả phải còn hơn mấy cô cặp bồ chả được gì còn bị đánh đập tơi tả. Người này cho rằng, đối với người con gái chưa chồng, chưa có người yêu, không cần biết đối phương có gia đình hay chưa. Anh ta mang đến cho 13 tỷ kèm căn biệt thự rồi bảo làm bạn gái thì chẳng có cô nào mà không đồng ý vội. Các bà thử chưa chồng chưa có bồ xem. Có người vác 13 tỷ kèm căn biệt thự tới cho rồi bảo làm bạn gái anh nha. Các bà có đồng ý luôn không? Con dê 63 nó đang dựa lưng vào trị giá 13 tỷ đấy. Chưa kể nhà cửa và tiền mặt. Con gái chưa chồng chưa gia đình cặp trai lấy tiền về cho gia đình đó là đỉnh cao của cuộc sống hiện đại. Chả có đứa nào cười cái con chạy xe 13 tỷ ở nhà biệt thự, xài tiền đô đâu. Nếu đã có chồng hay có bạn trai thì chả ai bên được. Đằng này chưa có. Và lão kia khi tán tỉnh chắc gì đã bảo đã có vợ. Có lỡ bảo ly dị rồi thì sao? Ai chửi cô này thì là người ghen tị. Ghen về số phận, ghen về nhan sắc. Chốt lại, người này thẳng thắn nói, nếu là tôi 5 tỷ thôi cũng hy sinh luôn thân mình chấp nhận cho chơi đủ thế. Sau bài đăng bày tỏ ý kiến cá nhân cực gắt này, chủ nhân của bài viết đã nhận được hàng nghìn ý kiến lên tiếng chỉ trích dữ dội. Nhiều người bức xúc cho rằng suy nghĩ của giới trẻ hiện đại quá lệch lạc, ủng hộ chuyện vi phạm đạo đức, thần tượng con giáp thứ 13. Làm sao có thể thốt ra rằng là đi cặp với người có gia đình phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác để lấy tiền tài sản về làm của là đỉnh cao của cuộc sống hiện đại. Là sự khôn ngoan. Đừng biến xã hội ngày càng bị đầu độc bởi những tư tưởng như thế này, loạn cả. Thời thế thay đổi rồi hả? Thật không thể tưởng tượng. Suy đồi đạo đức quá mấy bạn trẻ. Bởi quan điểm như thế này thì các em sau toàn hư đi chứ có ai muốn học hành tử tế làm người đàng hoàng đóng góp cho xã hội đâu.